Vâng, buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà mặt tiền kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề tại trục đường chính Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Tân Chánh Chí Hiệp, quận 12 nha. Một căn nhà rất đẹp, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có thang máy 450kg, thang máy nhập khẩu của Đức. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp nha. Mặt tiền thì sẽ được làm chỉ, làm phù điêu và có làm một bộ cổng nhôm đúc trị giá 200 triệu đồng. Trên thì sử dụng toàn bộ lan can là hợp kim nhôm nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Mặt tiền, đường thông, kinh doanh mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực nha. Đường trước nhà là con đường rộng lên tới 15-16 mét. Đường có vỉa hè, kinh doanh mọi ngành nghề. Và con đường này là trục đường số của đường Nguyễn Ánh Thủ nha. Con đường chính nhà anh chị, đường có số nhà mang tên đường luôn. Đấy, đường rộng 15-16 mét gì đấy. Check trục đường Nguyễn Ánh Thủ ước tầm khoảng 30 mét thôi. Cái bên nhà mình thì đang kinh doanh một quán game pizza. Đấy, cái bên là một quán game pizza rất là đông. Một căn nhà mặt tiền, kinh doanh mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề nhá. Đường rộng 15-16 mét gì đấy. Khá là đông xe cộ qua lại luôn. Và nhà thì trong khu nhà đồng bộ, đường thông, rất là đông xe. Căn nhà này thì thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Và hướng của nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha mọi người. Đường khá là đông xe, khá là sầm uất. Và chúng ta cùng theo chân em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Sẽ có một lớp cổng nhôm đúc bên ngoài trị giá 200 triệu. Mặt tiền toàn bộ được làm lan can là nhôm đúc nha. Rất mắc tiền, rất đẳng cấp. Căn nhà ngang 4m2, sâu vào tới 25m. Công nhận đủ hơn 100m2 đất, thổ cư hoàn toàn. Căn nhà phải nói rất đẳng cấp nha. Bộ cổng nhôm cực kỳ đẹp, nặng và dày. Đấy, cả căn nhà có bộ cổng nhôm đẹp nhất nha. Trên thì sẽ có bộ cửa cuốn của Đức, hai lớp cửa làm sát nhau. Và chúng ta sẽ có một cái khoảng sân 2m, 2m rưỡi nha. Anh chị đậu thoải mái 5 cái xe máy phía trong. Đấy, phía trên thì có tủ giày dép. Căn nhà hướng Tây Nam, Tây Tứ Trạch. Giá giao bán thì đang được chủ nhà đao xuống 1 tỷ. Giá gốc là 10 tỷ rưỡi, bây giờ chỉ còn có 9 tỷ rưỡi thôi. Tây Nam nha, Tây Tứ Trạch. Hướng mặt trời buổi chiều. Phía trong đây là khu vực gara đậu ô tô. Và nhà mình thì đậu được thoải mái 2 em xe hơi trong nhà. Ốp sàn gạch 80, gạch bóng kính màu nõm chuối rất là đẹp luôn. Tường được ốp nhựa PVC. Trên thì cũng được ốp nhựa giá cổ. Và trang trí trần sơn dát vàng, có đèn chùm. Đấy, trần có thạch cao, có sơn dát vàng, có đèn chùm. Một em siêu phẩm nhà đẹp. Có thang máy nha, thang máy nhập khẩu của Đức. Ngang 4m2, sâu vào tới 25m. Mặt tiền kinh doanh mọi ngành nghề. Anh chị có thể làm khách sạn này, làm
nhà nghỉ, hoặc chúng ta buôn bán các lĩnh vực như là văn phòng công ty, văn phòng phẩm, nhà thuốc tây, tiệm tóc, tiệm nail, đầy đủ hết. Hoặc là lĩnh vực em út gì đấy, lĩnh vực massage, nghỉ dưỡng, chăm sóc sắc đẹp gì đấy, đều được hết nha. Cái này làm lĩnh vực em út thì rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây nhà thì cũng được 4 phòng. Và có cái lầu trên thì có phòng xông hơi. Ở đây thì sẽ có cầu thang đúc rộng 90, ốp đá hoa cương sa mạc, trụ và tay vịn là gỗ gò đỏ, kính cường lực. Cầu thang thì đóng zích zắc. Có thang máy nha mọi người, thang máy rất đẹp, ốp đá phía ngoài. Thang máy nhập khẩu rất đẹp luôn. Trong này thì tặng lại bàn ăn gỗ gò đỏ nguyên khối này, bộ này cũng phải lên tới cả 100 triệu. Tường cũng được ốp gạch đen tường. Và trên thì có đèn chùm, có quạt trần Panasonic, cũng như là có làm trần sơn dát vàng, nhũ vàng rất đẹp nha. Tủ bếp thì sử dụng toàn bộ là gỗ gò đỏ, có dán kính và ốp đá hoa cương. Nhà dài tới 25 mét, công nhận đủ hơn 100 mét vuông đất nha. Căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh mọi ngành nghề. Mặt tiền đường, tên đường là đường số của trục đường Nguyễn Anh Thú nha, thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Căn nhà mặt tiền rất đẹp. Ở đây thì di chuyển cũng thuận tiện, chúng ta đi về sân bay chắc tầm 20 phút nha. Khu này cao ráo và rất là đông xe cộ qua lại. Kinh doanh mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề ở đây. Nhà thì rất đẹp, rất đẳng cấp rồi. Xây lối thiết kế mẫu mới theo phong cách Pháp, tân cổ điển, sơn dát vàng trong nhà rất đẹp luôn. Căn này thì anh chủ nhà bây giờ giao còn có 9 tỷ rưỡi thôi. Đấy, anh chị nào quan tâm đến những căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán hãy alo ngay về tới bên em. Trần sơn dát vàng rất đẳng cấp nha. Đường thì đông xe cộ qua lại. Đây mà chúng ta kinh doanh lĩnh vực em út thì rất là tuyệt luôn. Thu nhập khá luôn nha anh chị. Và di chuyển vào bên trong. Để chúng ta tiến lên khu vực lầu lửng nha. Thang máy đi phà luôn. Đấy, thang máy nhập khẩu 450 kg, đi được 6 người. Vừa đi vừa nghe nhạc luôn nha anh chị. Những cái bản nhạc cổ điển ngày xưa. Căn nhà thì vô cùng đẹp. Có thang máy kinh doanh được, rất tuyệt vời luôn. Giá có 9 tỷ rưỡi thôi, bằng căn nhà nhỏ nhỏ bên Gò Vấp thôi nha. Trên tầng lửng thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch giá gỗ và tường thì được ốp nhựa PVC hết luôn. Chúng ta có quạt trần Panasonic, có trần sơn dát vàng, cửa sổ ra phía sau, 4 cái cánh cửa luôn. Và nhà ở đây thì có nhà vệ sinh luôn nha. Chủ nhà có thiết kế cho chúng ta tận dụng các phòng để kinh doanh nên là có làm vệ sinh ở tầng lửng luôn. Dài tới 25 mét, công nhận hơn 100 mét vuông đất. Giá bán cực kỳ rẻ thôi, chỉ có 9 tỷ rưỡi thôi nha. Nên anh chị nào đang có nhu cầu mua những căn nhà tầm tài chính trên 9 tỷ hãy alo ngay. Là một căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh mọi lĩnh vực mọi ngành nghề và xây mới, nhà xây đẹp, đồ nội thất cao cấp. Đấy, chúng ta thấy này, đồ nội thất rất cao cấp, không cần nói nhiều nữa nha. Nên anh chị xem là đã thấy rồi, đồ nội thất toàn bộ là đồ xịn, xây cứ chắc chắn, sổ hồng hoàn công có hết rồi, chỉ chờ chúng ta đến mua thôi. Phòng ngủ thì cũng được ốp gạch 80 luôn, có giường 1m8, tủ và kệ tivi. Chủ nhà sẽ bố trí 2 phòng có nội thất, 2 phòng đứng trước có nội thất, phòng rất là rộng. Bên ngoài thì ban công đúc tầm 1m rưỡi, có lan can toàn bộ là nhôm đúc. Sát với đường Nguyễn Anh Thủ rồi, cách khoảng tầm 30-40 mét thôi. Cái đầu đường là một quán nhậu Bia Tiger này. Để chốt xong thì chúng ta ra đó nhậu, gần sát là sạt luôn. Đường thì đông xe và khu nhà đồng bộ, cao ráo, kinh doanh làm văn phòng. Bán gì cũng được. Đi sẵn đầu máy lạnh, wifi, truyền hình đầy đủ hết rồi. Theo em thì căn này kinh doanh những cái lĩnh vực em út thì rất là tuyệt luôn. Khu này chưa có nhiều. Ta kinh doanh ở đây massage, gội đầu gì đấy.
thu về khá khá luôn nha anh chị. Phòng số 2. Phòng số 2 thì cũng có cửa sổ đằng sau, rất là thoáng nha. Nhà cực kỳ thoáng luôn. Phòng này rộng rãi. Cũng có đường ống máy lạnh sẵn. Toilet riêng. Phòng rất rộng rãi, nhà dài tới 25 mét, phòng rất rộng. Đấy, toilet thì rộng và bồn cầu khô hết luôn. Phải có cao đụng trần. Vòi sen thuyền, gương led đầy đủ hết luôn nha. Nhà không thiếu gì cả. Giá bán có 9 tỷ rưỡi thôi. Lên trên sẽ là khu vực lầu 2, chống y bên dưới luôn. Phòng trước cũng có nội thất, phòng 2 thì không có. Ngân hàng hỗ trợ chắc được tầm 7 tỷ rưỡi, 8 tỷ nha anh chị. Chúng ta chỉ cần chưa tới 2 tỷ tiền mặt là có thể sở hữu ngay căn nhà đẹp này rồi. Còn căn nhà mặt tiền vay maximum luôn. Nhà mặt tiền dễ vay ngân hàng và vay được nhiều. Lãi bây giờ cũng giảm xuống còn có 10.5% một năm thôi. Lãi này giảm rồi. Thoải mái chúng ta mua rồi nha. Giống y hết nha anh chị. Anh chị xem video hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay về tới em Hưng. Gọi ngay nha. Gọi ngay luôn. Và di chuyển lên trên. Sẽ đến với lầu 3. Lầu 3 sẽ là khu vực phòng sông hơi. Toilet số 6. Và phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Thang máy thì lên trên nóc luôn nha anh chị. Trên này có bồn tắm nằm luôn. Đúc hết luôn nha. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Vực giặt đồ phía sau này. Là khu vực phòng sông hơi. Chưa có để máy sông nha anh chị. Đang để phòng chờ. Còn bên này là khu vực phòng tắm nằm. Bồn tắm nằm. Vệ sinh số 6 nha. Phía ngoài đây sẽ là không gian phòng thờ, sân thượng trước. Rất đẹp rồi. Giá giờ chỉ có 9 tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào quan tâm hãy gọi ngay về em Hưng. Và hãy nhớ đăng ký kênh, thả like, bấm chuông ủng hộ em. Nhớ thả like nha. Đấy, căn nhà đẹp giá thì hợp lý rồi. Em Hưng quay giá rất là mềm. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.